bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Haikyuu chính thức công khai người quan trọng, song Jong Ki vào cuộc. Là một trong những mỹ nhân nổi tiếng bởi tài năng diễn xuất cùng tính cách thân thiện dễ gần, song Haikyuu có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ khác trong K-pop. Không chỉ thân thiết với nhiều ngôi sao lớn của làng giải trí, song Haikyuu còn được lòng hầu hết những người bạn diễn từng có cơ hội hợp tác chung. Mới đây, song Haikyuu gây bất ngờ khi đăng tải trên trang cá nhân của mình bức ảnh cô đi xem vở kịch có tên Tokata, ủng hộ nữ diễn viên Son Suk. Được biết, cả hai đã hợp tác trong siêu phẩm The Glory. Trong phim, Song Haikyuu gây ấn tượng khi đảm nhận vai cô nàng Moon Dong-eun, nạn nhân của vấn nạn bạo lực học đường. Trong khi đó, nữ diễn viên Sun Suk lại vào vai ân nhân cứu mạng của cô nàng Dong-eun đáng thương. Sau quá trình quay phim nhiều vất vả, mối quan hệ giữa hai nữ diễn viên tới thời điểm hiện tại vẫn thực sự thân thiết. Song Haikyuu thậm chí còn không ngần ngại công khai ủng hộ Sun Suk bằng cách trực tiếp có mặt để xem phần trình diễn của bậc tiền bối. Thế mới thấy được sự thân thiện, tinh tế và tình cảm chân thành mà Song Haikyuu dành cho mọi người xung quanh. Lật lại quá khứ, khán giả cho rằng Song Haikyuu từng đối xử rất thờ ơ với nam tài tử Song Jong Ki như vẫn còn trong khoảng thời gian hôn nhân. Cô nàng chưa từng gặp mặt trong bất cứ sự kiện quảng bá phim nào của chồng cũ dù thường xuyên được báo đài nhắc tới. Tuy nhiên, người hâm mộ ngay lập tức lên tiếng bênh vực cho cô nàng. Họ cho rằng vì cả hai thời điểm đó đều là tâm điểm chú ý của truyền thông nên việc cặp đôi công khai ủng hộ đối phương là thiếu khôn ngoan. Cách đây không lâu, đoạn phỏng vấn giữa nữ diễn viên Song Haikyuu và nhà đài JTBC đã được đăng tải. Đến trường quay của nhà đài, Song Haikyuu vẫn xuất hiện với ngoại hình xinh đẹp như mọi ngày. Cô nàng diện váy xám, đi tất tối màu và kết hợp cùng giày cao gót màu đen. Mặc dù ăn diện tương đối đơn giản, nhưng có thể thấy nữ diễn viên The Glory vẫn gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp cùng phong thái tự tin. Khi được hỏi về hai giải thưởng danh giá vừa nhận được, Song Haikyuu không khỏi bộc lộ những tham vọng của bản thân. The Glory thực sự là một dự án tuyệt vời từ đạo diễn, biên kịch cho tới diễn viên. Mặc dù bản thân tôi vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng lần này tôi cảm thấy tham vọng hơn một chút. Đây cũng là lần đầu tôi thử sức với một thể loại hoàn toàn mới. May mắn rằng khán giả đã yêu thích và đón nhận nó, nữ diễn viên chia sẻ. Song Haikyuu sau đó cũng không quên gửi lời cảm ơn tới biên kịch Kim Eun Suk, người đã giúp nữ diễn viên có được những thành công vang dội qua hai bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời và The Glory. Cô nàng cho biết bản thân đã rất phấn khích khi có cơ hội đọc thử kịch bản của The Glory và không chần chừ gì, cô nàng đã đồng ý nhận lời đóng chính tác phẩm này ngay sau đó. Nữ diễn viên The Glory không giấu nỗi xúc động khi được khán giả công nhận khả năng diễn xuất ở độ tuổi 40. Trước đó, mặc dù được đánh giá là sao hạng A với bộ sưu tập các siêu phẩm phim Hàn, Song Haikyuu cũng ít được khi nhắc đến trong các bảng xếp hạng những nữ diễn viên có khả năng diễn xuất ấn tượng. Điều này chắc chắn là tiếc nuối lớn nhất của cô nàng trước khi The Glory ra mắt. Ngay sau khi đoạn phỏng vấn trên được phát hành, nhiều khán giả đã bày tỏ tin vui mừng đối với những thành công mà Song Haikyuu đã gặt hái được. Tuy nhiên, cũng có không ít cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên họ Song đang quá tham vọng và tự mãn sau khi thắng lớn nhờ tác phẩm The Glory. Song Haikyuu hiện đang là một trong những mỹ nhân thống trị màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Tuy gặt hái không ít nhiều thành tích trong sự nghiệp diễn xuất, mỹ nhân họ Song vẫn gặp không ít trắc trở trong đường tình duyên. Cuộc hôn nhân đẹp như trong mơ của cô nàng với nam tài tử Song Jong Ki từng làm bùng nổ giới truyền thông châu Á lại chỉ duy trì được trong thời gian ngắn. Hậu ly hôn, Song Haikyuu thậm chí còn bị chồng cũ miệt mai, gián tiếp chỉ trích làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự nghiệp. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.